Xin chào mọi người. Đường nhựa thì đầu tư làm gì nữa? Và đây là đường đất đúng không ạ? Chúng ta đầu tư vào giá F0. Khi lên đường nhựa thì rất là nhiều yếu tố tăng giá. Chúng ta có thể thấy BKMX là một nhà đầu tư thông minh và với dòng vốn cực kỳ mạnh. Tại thời điểm này thì BKMX đang làm hạ tầng. Và chúng ta có thể thấy là những cái trục đường thì đang được đồng loạt đổ sỏi này, lu chống lún này, làm cống để chuẩn bị lên đường nhựa trong thời gian sắp tới. Và đây là giai đoạn 4 nha. Trục đường mà Trọng Thơ đang đứng là trục đường D6 rộng 25m nha cả nhà. Chạy thẳng chúng ta là trục đường này song song với lại đường Hồ Chí Minh 72m lộ giới. Và trước mắt chúng ta cái dây điện ở trước mắt là đường Hồ Chí Minh rồi. Và tiếp tục chúng ta có thể thấy là nhiều dòng xe đang tiếp tục đổ đất này, đổ sỏi này, đổ cống này, thả cống thoát nước mưa, cống nước sinh hoạt và thả cống nước sạch. Với một cái vị trí tiềm năng như thế này thì chúng ta có thể thấy là rất là đáng để đầu tư. Trước mắt chúng ta là giai đoạn 2 và kế bên là giai đoạn 4 và chạy qua giai đoạn 4 là tới giai đoạn 3. Đây là trường cao đẳng Bình Phước với thiết kế 14 tầng sẽ cho đi vào hoạt động vào quý 3 2023. Và chúng ta có thể thấy là khu vực này thì cực kỳ tiềm năng, cực kỳ phát triển. Thì quý khách hàng quan tâm tới khu vực này liên hệ ngay cho Trọng Thơ để sở hữu những cái lô đất tại trục đường D6 này nha. Trọng Thơ xin chào.